lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Con hân hoan hát vang bài ca xin cảm tạ tình Chúa bao la đường con đi lắm lúc gian nguy có chúa đi cùng con nào sợ chi con xin tạ ơn lòng thương xót chúa ban cho con muôn tình yêu con chìm sâu trong thánh ân của ngài ngài yêu con không bên không lời chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu phục sinh ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến những bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Những người bị ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến và biết bao nhiêu căn bệnh nan y khác. Không thuốc men trần gian nào có thể chữa được. Tha thiết nài xin Chúa sợ chạm ban ơn chữa lành cho họ được mau bình phục để họ trở thành chứng nhân loan truyền quyền năng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho họ biết kết hợp những đau khổ của họ với đau khổ của Chúa trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Giá trị của đau khổ qua bệnh tật là như thế. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh bài đọc một trong sách công vụ tông đồ chương 16 câu 22 đến câu 34. Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, đám đông ở Philippe nổi lên chống ông Phaolô và ông Sila. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh như tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Và quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát. Bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang liền rút gươm định tự tử vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi nhưng ông phao lô lớn tiếng bảo ông chớ hại mình làm chi chúng tôi còn cả đây mà viên cai ngục bảo lấy đèn nhảy bổ vào run rẩy sấp mình dưới chân ông phao lô và ông Sila, la rồi đưa hai ông ra ngoài và nói thưa các ngài Chúng tôi phải làm gì để được cứu độ? Hai ông đáp: Hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta à, ơn Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Lạy Chúa, con hết lòng cam ta. Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kinh chúa Hương về đền thanh con phú phục tôn thờ Xin cảm tạ danh chúa Vì Ngài vẫn thành tín yêu thương Đã đề cao danh thanh và lời hứa của Ngài Trên tất cả mọi sự Ngày con kêu cứu chúa đã thương đáp lại Đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn Ngài lấy tay uy quyền giai thoát con, việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 5 đến câu 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em Thầy ra đi thì có lợi cho anh em Thật vậy nếu Thầy không ra đi Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em Nhưng nếu Thầy ra đi Thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em Khi người đến Người sẽ chứng minh rằng Thế gian sai lầm về tội lỗi Về sự công chính Và việc xét xử Về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy Về sự công chính Vì Thầy đến cùng Chúa Cha Và anh em không còn thấy thầy nữa về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi đó là lời chúa lời chúa kỳ tô lời khen chúa thương chiêm và các bạn một lần nữa đọc lại sách công vụ tông đồ bài đọc một trong mùa phục sinh hôm nay là thứ ba sau chủ nhật thứ sáu phục sinh ta lại thấy hoạt động của chúa thánh thần kỳ diệu vô cùng bài đọc một trong sách công vụ tông đồ anh chị em nghe mà như là một bộ phim có những bộ phim gọi là phim vượt ngục có những bộ phim như là người tù papillon vượt ngục những chuyện mà không thể tưởng tượng được họ có thể làm được Họ có thể đào dưới ngục Người xuyên ra ngoài Rồi có thể làm mọi cách Để vượt ngục Ở đây Phaolô và Sila không tìm cách Vượt ngục mặc dù Chúa tạo những điều kiện Thuận lợi Trước tiên Là đám đông ở Philippi Nổ lên chống Phaolô và Sila Rồi đưa hai ông đến tòa quan tòa sau khi lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Sau khi đã đánh đòn mà không phải đánh vừa đánh ít đâu mà đánh như tử. <laughs> đánh như tử thì có bao nhiêu rồi? Chắc là không đếm nổi rồi. Đánh như tử rồi tống vào ngục. Đã đánh như tử thì còn sức gì nữa đâu mà vượt ngục thương anh chị em. Ấy thế mà họ vẫn sợ. Họ truyền cho viên canh ngục phải canh giữ cẩn thận tống vào ngục mà nói canh ngục là phải canh giữ cẩn thận hai ông ấy mà có mệnh hệ gì hai ông mà trốn thoát là anh chịu trách nhiệm hoàn toàn rõ không rõ được lệnh đó người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất chưa chắc ăn tiếp tục làm cái gì cùng chân lại sợ trốn thoát đánh như từ sức đâu mà trốn lại nhốt và tít vào trong chỗ sâu nhất thì làm sao mà ra rồi chưa chắc ăn cùng chân lại an toàn an toàn trên hết nếu mà sức con người thì không thể làm gì được nhưng mà chúa lại cho thấy được quyền năng hoạt động của chúa Thánh thần là cho dẫu con người tìm mọi cách cản trở tìm mọi cách trói buộc tìm mọi cách khống chế tìm mọi cách giam hãm thì Chúa cũng có thể phá tung tất cả những hàng rào, những gông cùm, những cản trở, những cản phá đó. Nửa đêm bị đánh như tử rồi mà còn Phaolô, Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa, các người tù nghe hai ông hát. Sao anh bị đánh như tử đêm nằm thấy làm gì? Đau quá rên nữa sức đâu mà hát Đây hai ông hát thánh ca Mà cho cả nhà tù cùng nghe Rồi bỗng nhiên động đất mạnh Nền móng nhà tù rung chuyển Các cửa mở toang xuyền xích của mọi người buột tung ra Mà nếu trong trường hợp các anh Các bạn đang ở trong tù Mà có chuyện đó xảy ra thì Các bạn làm gì? Hả? Bạn làm gì? Đang bị tù tự nhiên là cái sừng rớt hết xuống cửa nhà tù mở tung làm gì chạy chạy thôi một hai ba chạy. một hai ba chạy, chạy chúng mày ơi wow 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 còn gì nữa nghìn năm một thổ làm như có chuyện đó xảy ra ấy thế mà chuyện đó không xảy ra trong khi đó viên quanh cai ngục Choàng dậy thấy các cửa ngục mở toang mà quan trên đã dặn là phải giam giữ cẩn thận. Bia cửa ngục mở toang thì đồng nghĩa với việc là những người tù chạy. Mà người tù chạy thì ai chịu trách nhiệm? Ông mới bị chịu trách nhiệm bên cái ngục chịu trách nhiệm cho nên ông hoảng sợ quá mới rút gươm định tự tử vì tưởng những người trong tù trôn hết rồi. Nhưng Phaolô lớn tiếng khoan hãy dừng tay lại, bởi vì Ông chớ hại mình làm gì Chúng tôi còn cả đây đây nè Còn có ai chạy đâu Chuyện khó tin Nhưng có thật Đó Đối với Chúa không gì là không thể Cho nên anh chị em thấy quyền năng của Chúa hoạt động Một cách rõ ràng mãnh liệt cụ thể Mà trái với những gì con người mong đợi Khi mình bị tù như vậy thì chẳng mong mà được uh, giải thoát chẳng mong mà các cửa ngục mở toang và các xiềng xích rớt xuống và khi mình bị tù mà được như thế thì người ta cai ngục chẳng mong rằng là những người tù ấy không trốn thoát những cái gì người ta chẳng mong nghĩ người ta không nghĩ không tưởng thì lại có thể đối với thiên chúa cho nên những suy tính của con người những đường lối của con người thánh kinh nói trời cao hơn đất, đất bao nhiêu thì suy tính của con người, Dự tính của con người, chương trình của con người cũng khác xa với Thiên Chúa bấy nhiêu, khác xa ta bảo là khác xa một trời một vực là như vậy. Không, Follow bảo tôi còn hết đây mà, cho so kỳ ta, nó không chạy là sao ta? viên cái ngục bảo lấy đèn rồi nhảy bổ vào run rẩy sấp mình dưới chân Follow và Sila, sợ quá. Đây là không phải người phạm rồi, đây là người um, của Thiên Chúa rồi, đây là người mà được ơn trên bảo vệ che chở rồi, chứ không họ chạy mất rồi, mất không thì làm sao còn khỏe mạnh được như thế này? Cho nên nhảy bộ vào run đời sấp mình với chân Phaolô và Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? câu hỏi mà viên cái mục hỏi chẳng ăn gì đến cái chuyện mà vượt ngục cả đáng lý ra thì ta phải hỏi cái gì các bạn nghĩ thử coi cửa ngục phá bị phá xình xích rớt mà hai anh tù vẫn còn đứng đây thì câu hỏi mà cai ngục hỏi hai người này là cái gì sao không chạy, sao không chạy? đúng rồi tại sao không chạy ừ, tôi không chạy vì vì vân vân mà vân vân không mà lại hỏi thưa các ngài tôi phải làm gì để được cứu độ thấy hoạt động của Chúa thanh thần chưa? Chú cho ông có những suy nghĩ, suy tưởng vượt lên trên những suy tưởng bình thường. Suy tưởng bình thường là tại sao không chạy? Suy tưởng bình thường là ngục phá như thế mà tại sao lại còn ở đây? Nhảy bổ lại sấp mình xuống, biết rằng đây là chuyện siêu nhiên rồi. Đây không phải là chuyện bình thường rồi. Và có một quyền năng ở trên cao. Có một sức mạnh siêu nhiên nào đó bảo vệ che chở hai ông này đây Vậy thì hai ông này không phải là người thường Ông ấy hỏi Làm gì để được cứu độ Và hai ông đáp Tin vào Đức Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ Tin vào Đức Giêsu thì ông và cả nhà đều được cứu độ Anh chị em thấy ảnh hưởng của một người không? khi mà một người tin vào Đức Giêsu Kitô mà cả nhà được cứu độ, có nghĩa là đức tin ấy sức mạnh ấy lan tỏa trên cả nhà, trên những người khác. Rồi hãy ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Hôm qua chúng ta thấy Phaolô uh, và các um, đồng bọn không phải đồng bọn mà những đồng đội, những người mà cùng truy hướng với mình, những môn đệ của mình mà gặp những người phụ nữ ở bên uh, bờ hồ cũng ngồi xuống mà giảng cho họ, rồi họ nghe lời Chúa, họ mở lòng ra họ được cứu độ, lãnh nhận phép rửa. ở đây cũng thế, trong lúc mà mới được giải thoát, đang chạy như thế, còn tâm trí đâu mà giảng? mừng quá thôi thôi được rồi ông dắt tôi ra đến đây rồi thôi không về đi này tôi với ông Sila thôi hai nhà mình lo chạy lẹ lên cô nó đuổi theo nó giữ lại thì chết <laughs> phải không phải đứng tự nhiên là như vậy chứ mà đây lại không chạy thì chớ là còn ở lại hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy tận dụng mọi hoàn cảnh tận dụng mọi thời cơ tận dụng mọi lúc mọi nơi để loan truyền tin mừng khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Ở bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào. Chứ không phải chỉ đóng khung trong phòng giáo lý, trong lớp giáo lý, trong nhà thờ hay trong nhà dọc. Những người loan truyền tin mừng phải có tinh thần như thế. Sẵn sàng, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Và lúc nào cũng trong tư thế là người loan báo, người rào giảng, người làm chứng. Những người đi loan truyền tin mừng, lòng thương cho Chúa ngày hôm nay, thương chị em và các bạn. Chúng ta cũng phải có tâm thức như thế, chúng phải ta cũng phải có tinh thần sẵn sàng như thế ra đi loan báo bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, bất cứ cách nào miễn là tin mừng phải được loan báo đi Dĩ nhiên là những phương tiện chân chính không ngại khó khăn và luôn có sáng kiến cách nào đó, có cách nào đó vì vậy mà chúng tôi sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông trên trang web này, rồi Zalo này, rồi YouTube này, rồi Viber này, rồi uh, email này và máy sách ảnh chuỗi tất cả những phương tiện để loan truyền tin mừng mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện những lúc thuận tiện đi chỗ này chỗ kia những lúc thuận tiện ở giáo điểm tin mừng ở Chi Hòa, ở huyện Sĩ Vân Vân. Có những lúc không thuận tiện trong bốn bức tường. Những lúc ở trong hầm trú, lén lút, rau giảng. Vẫn cứ không ngừng. Vẫn cứ một lòng, một dạ đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người vẫn xác tín rằng cho dù có hoàn cảnh nào xảy ra, cho dù có khó khăn thử thách, cho dù có đau khổ, nhục nhã ê chề như thế nào đi nữa thì đó cũng là biểu hiện của lòng thương xót Chúa và phải đem lòng thương xót Chúa ấy đến cho mọi người để chứng minh rằng là không phải khi tôi được những điều thuận lợi, khi tôi được thành công, khi tôi được công danh sự nghiệp thì tôi mới đón nhận lòng thương xót Chúa, tôi mới đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng mà trong đau khổ, trong tủ nhục, trong cay đắng, trong cơ cực ấy vẫn cứ tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa. hai ông đưa rồi người ta đưa hai ông đến nhà dọn bán ăn ông và cả nhà vui mừng vì đã tin vào thiên chúa lúc đầu thì sợ sệt tính tự tử và bây giờ thì vui mừng ta thấy chú biến cái nỗi đau khổ ấy chú biến cái lo sợ ấy trở thành một niềm vui vui mừng vì đã tin vào thiên chúa vui mừng vì qua biến cố mà phaolô sila cửa ngục mở Sừng xích bị rụng rớt hết mà vẫn cứ ở lại rồi giải đáp cho ông điều mà làm sao để được cứu độ, tin vào Đức giê Kitô, rồi hay ông dạy giáo lý cho họ, giáo lý cơ bản để họ tin vào Đức giê Kitô, ông và cả nhà chịu phép rửa và bây giờ ông vui mừng lắm rồi. Rồi ngày mai đứng trình diện trước uh, vua quan cứ bảo tại sao mà chuyện gì xảy ra thì họ cũng không ngại không sợ và có lẽ cái ông cây gục này sẽ làm chứng cho vua quan biết rằng là đây là quyền năng của Chúa đây, hai người ở đây, họ là nhà Đáng lý là họ trốn rồi đêm họ không trốn Họ vẫn ở đây đây Có dám hay không Ta có dám làm chuyện đó hay không Những khó khăn thử thách đến với mình trong cuộc đời Loan truyền lòng thương xót Chúa Mình có dám hay không thưa anh chị em Bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được rằng là Có những lúc mình trải, phải trải qua Những giai đoạn thử thách trong cuộc sống của mình Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy Và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu Đức Giêsu sống lại lên trời về ngự bên hữu đức chúa trà nhưng vì thầy đã nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền tràn ngập ưu phiền vì bây giờ thầy không còn hiện diện hữu hình để mình có thể thấy có thể nghe qua mắt nhìn tai nghe rồi tay sờ đụng chạm đến được vì thầy về cùng trà lòng anh em tràn ngập ưu phiền xong thầy nói thật với anh em thầy ra đi thì có lợi cho anh em nếu thầy không đi thì đấng bảo trợ không đến với anh em nhưng nếu thầy đi thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em đức giêsu đi thì có lợi thưa anh chị em nghe bài tin mừng ấy chúng ta thấy rằng đức giêsu đang chút bầu tâm sự với các môn đệ Mục đích là để an ủi và củng cố lòng tin cho các ông trước khi Ngài ra đi Ngài đi đâu? Thưa, thứ nhất là đi chịu chết Như vậy thì cảnh biệt ly sắp xảy ra Thầy trò sắp xa nhau Các môn đệ buồn phiền lo lắng Đức giê -xu cảm thương thương mến Vì thế Chúa an ủi và nói rõ cho các ông biết sự cần thiết Và ích lợi của việc Ngài phải ra đi Ngài đi chịu chết, sống lại Lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa bên hữu Chúa Cha và sai thanh thần nếu ngài không ra đi chịu chết sống lại lên trời thì không sai thánh thần đến và chúng ta không có đấng bảo trợ không có đấng an ủi đến với chúng ta nói gì thì nói thưa anh chị em và các bạn về phương diện tự nhiên người ta nói là yêu là chết trong lòng một ít chúng ta cũng có thể nói là đi là chết trong lòng một ít Ai đã ra đi mà chẳng từng biện rịn Rời yêu thương mà đã mấy ai vui Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi Ngày mai tôi đã, đã đi xa rồi Hay là Những cuộc chia tay Những lúc mà thăm thăm chiều trôi Khuya anh đi rồi sao trời đưa lối thương mến nhau hai người hai ngã tránh sao bùi ngùi hai người hai ngã tránh sao bùi ngùi những cuộc chia tay giữa bất cứ hình thức nào cũng làm cho chúng ta kẻ ở người đi buồn cho kẻ ở cũng như cho người đi nhưng nếu mà sự ra đi ấy có ích và nhất là cần thiết thì Đức Giêsu khuyên chúng ta phải chấp nhận sự ra đi đó đang khác có sống thì phải có chết, có đoàn tụ thì phải có chia ly, đó là quy luật của cuộc sống mà. Mây hợp rồi lại tan, người có lúc gặp gỡ rồi cũng có lúc chia tay. Có cái gì mà tồn tại bền vững ở à, bên nhau mãi được đâu, thưa anh chị em. Chính Đức Giêsu Sư cũng nếm cảm và cũng phải kinh qua cái quy luật này. Đức Giêsu Sư chết là để sống lại. Đức Giêsu ra đi là để đoàn tụ vì thầy về cùng Chúa Cha. Để thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ ở đó với thầy. Vì thế sự ra đi của Chúa Giêsu rất cần thiết và ích lợi cho các môn đệ. Thưa anh chị em và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Cũng có nhiều lần ta phải dứt khoát ra đi. Cho dù có xót xa đến mấy bởi vì lợi ích và cần thiết. Ví dụ, muốn đi theo Chúa nhiều khi thì chúng ta phải ra đi, phải bỏ lại đằng sau những gì mà chúng ta ưa thích và say mê, như là một cách sống thoải mái, xưa bạn sống theo bản năng tự nhiên của bạn, bạn muốn đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, rồi gái gú đủ thứ hết. Bây giờ muốn đi theo Chúa mới đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì bạn phải dứt khoát với những thứ đó, bạn phải có một cuộc ra đi ra đi để dứt khoát với những đam mê bất chính những đam mê mà ma quỷ lôi kéo bạn và con đường tội lỗi dứt khoát với nó có dễ không không dễ tí nào vì ma quỷ nó luôn lôi kéo dụ chỗ bạn có sao đâu là một ly lì một lam có sao đâu trích một điếu có sao đâu là một phê gì đó có sao đâu cứ có sao đâu mà dứt ra cái đó khó lắm Dứt ra mà không dính vào cờ bạc nữa Tôi thấy rất nhiều em lĩnh lắc của chúng tôi Bao nhiêu lần nói con từ bỏ con chừa mọi cách rồi cuối cùng vẫn dính vào cái con đường đó và nó dứt khoát ra đi Không phải dứt khoát ra đi Với lòng thương xót chú Mà nó dứt khoát ra đi Từ bỏ lòng thương xót chú Mà trở về với con đường xưa lối cũ của nó nhiều người đến với chúng tôi rồi cuối cùng ra đi không phải là ra đi để mà làm những điều tốt ra đi để con đi vào con đường lòng thương xót chúa mà ra đi trở về đường xưa lối cũ lại cờ bạc lại rượu chè lại xì ke lại những đam mê bất chính cá độ bóng đá xô đề đủ mọi thứ người ta dễ bị như trở lại lắm thưa anh chị em cho nên một cái sự ra đi dứt khoát đoạn tuyệt hoàn toàn với những đam mê với tội lỗi với những cái gì là bất chính nó lôi kéo bạn phải có ơn của Chúa phải có sức mạnh của Chúa thánh thần mà làm sao có được nếu mà Đức Giêsu không ra đi chịu chết để về với Chúa Cha và sai thánh thần đến không có ơn Chúa thánh thần không có sức mạnh của thánh thần không làm được đâu thưa các bạn nhiều lần anh em linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy thôi vậy Dứt khoát một cuộc tình ngang trái đâu có dễ Dứt khoát một cái đam mê tiền bạc đâu có dễ Dứt khoát một cái đam mê về quyền lực đâu có dễ Đi từ xứ này sang xứ khoát xứ khác đâu có dễ Từ bỏ một cái chức vụ này Nhường cho những người trẻ để họ lên họ có sức khỏe Có năng lực hơn đâu có dễ Từ chức khó lắm Đó là một sự ra đi đấy đã tu bao nhiêu năm rồi đó. Cả năm sáu chục năm Mà bây giờ phải ra đi dứt khoát Khó lắm Đúng mọi cách mới, mới chịu ra đi Đâu phải dễ đâu Cứ cố gắng gọi là gì đó Tham quyền cố vị là cái đam mê đó Giữ lại quyền lực của mình Nhường cho người khác Thôi giữ vậy đủ rồi Mấy chục năm rồi Bao lớn tuổi như vậy thôi Dứt khoát ra đi đi Không Tôi còn làm được Không Không có ai thay thế tôi được không, tôi quen rồi Có những người thì lúc được bầu làm bề trên khóc lóc Chú ơi xin uh, cất thánh giá này Có đi thánh giá nặng quá Còn vác uh, thánh giá khóc lóc từ chối Nhưng mà xin vì Đức vâng lời nhận Nhận đến khi người ta bầu lại Nhận tiếp, rồi quen rồi Lúc mà người ta không bầu nữa lại cũng khóc Khóc vì lợi chú con đã quen vác thanh giá rồi Tôi cứ để cho con vác Thì giờ chị em không tín nhiệm không bầu nữa Con thấy tủi đúng lại khóc Thế thưa anh chị em Một cái sự dứt khoát trong cuộc sống của mình Đó là phải có ơn của Chúa Thánh Thần Xin Chúa cho anh chị em và các bạn Tôi cũng thế, cũng yếu đuối lắm. Nhiều khi cũng bị những đam mê Nó kéo mình thôi bỏ con đường Loan truyền lòng thương cho Chúa đi Đi về nghỉ ngơi cho nó khỏe Chẳng dính gì cho nó mệt Ôm lắm cho nó rậm bụng Nhiều người cũng khuyên, nhiều người cũng nói Thôi nghỉ ngơi đi Nói vậy thì dễ rồi, nghỉ ngơi thì dễ rồi dứt khoát với cái đường tốt để đi vào cái con đường bình thường tầm thường thì dễ nhưng mà dứt khoát với những cái mà nó lôi kéo mình để mình đi vào cái con đường thập giá đi vào con đường đau khổ đi vào con đường loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải có ơn của Chúa thanh thần là mạnh dặn mạnh lắm mới can đảm mà dứt khoát ra đi được vì cần thiết và lợi ích cho các linh hồn chứ chẳng có gì cho mình cả nếu mà ra đi để mà có công danh sự nghiệp ra đi để mà uh, lãnh chức vụ này chức vụ kia thì ai mà chẳng ra đi nhưng mà ra đi mà để chịu chết như đức Giêsu đâu có dễ đâu ra đi để mà dứt bỏ hết tất cả những cái gì quyền lực danh dự trước tước để mà đi vào con đường không có gì cả mất hết tất cả con đường thập giá con đường lòng thương xót chúa phải có ơn của chúa thanh thần xin chúa cho mỗi người mạnh dạn dứt khoát với những gì nó làm cho mình bị ràng buộc nó làm cho mình còn bị rằng gian díu rằng dai dáng giật giờ vấn vương vô vị việc vô vơ tin tưởng tương tỉnh tình tươi tốt mong mỏi mặn mà má mượn mơ mấy cái nó là ràng buộc mình dứt 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 mệt quá danh vọng chức tước địa vị quyền lợi tiền bạc thôi dứt hết để thanh thản nhẹ nhàng thông thả tự tại mà bước đi con đường lòng thương xót. Mấy chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật Thì con xin nặm lấy Cùng hợp làm một cùng Chúa cho chọn Xin Chúa chơ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ AMEN Chúa ở cùng anh chị em xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah! Hallelujah! dắt suối nguồn bình an con xin tạ ơn lòng thương do chúa ban cho con suối nguồn tình yêu con chìm sâu trong thánh ân của ngài ngài yêu con không bên